Tôi xin giới thiệu lại, tôi tên là Nguyễn Đức Sơn. Hiện nay tôi đang giám đốc điều hành của công ty tư vấn thương hiệu của Mỹ là Richard Mao Associates. Tôi cũng là chủ tịch sáng lập của Plato, nơi các bạn đang ngồi. Thì Plato chuyên về đào tạo thương hiệu marketing. Còn công ty tôi đang làm full time cả ngày thì là công ty tư vấn chuyên sâu về mảng thương hiệu, một cái topic tôi sẽ nói chuyện với các bạn buổi ngày hôm nay. Thì về nghề thì tôi cũng có may mắn là 20 năm trong nghề marketing. Trước đây tôi học về thạc sĩ chuyên về quản trị về thương hiệu marketing ở Đại học Sydney ở Úc. Thì trước nữa thì tôi cũng làm ở khối doanh nghiệp, cũng làm điều hành doanh nghiệp thời gian khá lâu. Còn về mảng branding thì thực tế thì công ty tôi đang làm hiện nay thì tôi có hai trọng trách là điều hành, giám đốc điều hành chung. Nhưng về chuyên môn thì tôi cũng là giám đốc về chuyên sâu về mảng chiến lược, thương hiệu. Thì đây là ba sáng lập viên, founder của công ty tiền thân của Richard Mao Associates tại Mỹ cách đây 45 năm. Thì một trong ba người sau đấy thì sang Việt Nam và thành lập ông Richard Mao sang Việt Nam cách đây 25 năm. Richard Mao là công ty tư vấn thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Khi ông ấy vào năm 94-95 thì các bạn biết thời điểm đó thì các thương hiệu Việt Nam hầu như chưa làm brand. Thì trong quá trình ở Việt Nam thì thực tế thì nhiều bạn cũng hỏi mình là chúng tôi chuyên sâu về mảng nào. Thực ra nói chuyên sâu mảng nào giờ rất là khó vì hầu như là ngành nghề nào bọn mình cũng qua làm kinh qua cả rồi. Thì có nhiều thương hiệu khách hàng của bên mình trên slide thì có một số cái brand thì các bạn cũng quen thuộc rồi. Như là Vietjet Air, rồi Vietinbank, IBM, Samsung, Nguyễn Kim, Sun House, Sứ Minh Long, Gạo Thái Bình, công ty giống Thái Bình, Thái Bình Seed. Thì đây là một số ví dụ là bên khách hàng bọn mình đã làm thôi. Rồi còn một số cái tên thì các bạn chưa nghe bao giờ, đúng không ạ? Rồi, ban nãy thì rất là nhiều cái tên các bạn, anh chị đã rõ, nhưng mà đúng cái tên này thì chắc là các bạn chưa nghe đến bao giờ cả. Landora, Gym Master, Landora, người gọi hiện. Thì ý muốn nói là bọn mình có hai mảng profile khách hàng. Profile đầu tiên là những big flagship, tức là những group, những tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Còn group thứ hai thì những doanh nghiệp SME như thế này. Cũng có lẽ là cũng nhiều số các bạn ngồi đây cũng đến từ nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì mảng profile khách hàng nước ngoài và các tập đoàn thì chiếm khoảng 30%, còn 70% thì những khách hàng SME. Về nguyên lý, về tư vấn, về thương hiệu thì từ doanh nghiệp 10 người hay là doanh nghiệp 1.000 người hay 100 người nó giống nhau cả. Vấn đề là ứng dụng như thế nào mà thôi. Thì cái bài hôm nay mình muốn nói các bạn là cái tên của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì gọi là Branding by International Standard, là xây dựng thương hiệu theo chuẩn quốc tế. Thì trong quản trị thì anh chị đây nhiều người chắc cũng từ khối doanh nghiệp ra, các bạn cũng hiểu là không những lĩnh vực về marketing mà lĩnh vực về tài chính, nhân sự, business. Thì điều quan trọng nhất thì có lẽ là người Việt Nam yếu nhất chính là quản lý, quản trị theo một cái chuẩn nhất định, theo một cái benchmark. Thì thông thường ấy, thì khi mà không có chuẩn nào cả thì rắc rối xảy ra là chúng ta sẽ không có những cái tham chiếu, những cái KPI, những cái tiêu chuẩn nào như thế nào là đúng, như thế nào là sai, như thế nào là hợp lý. Thì khi mà chúng tôi làm thì chúng tôi luôn bám vào là theo chuẩn nào, theo chuẩn nào. Thì cái chuẩn này nó rất là quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp là đi đúng hướng và một cách nhất quán từ đầu đến cuối. Và khi có những vấn đề tranh cãi và những tình huống mà mang tính chất là conflict hoặc trao đổi thì có những cái benchmark ở giữa để người ta tham chiếu vào, để người ta biết ý kiến của tôi, ý kiến của anh, ý kiến của khách hàng như thế nào là hợp lý và chưa hợp lý. Điều này rất quan trọng trong quản trị. Thì cái chuẩn tại được xem chuẩn quốc tế thì International Standard thì nó đến từ đâu? Nó đến từ cái thứ nhất là về cái phương pháp luận. Trong quản trị thì quan trọng là cái methodology. Thì cái phương pháp luận ở đây thì chúng tôi khi làm việc với các khách hàng, bất cứ loại hình nhóm khách hàng nào ấy, thì đều dựa vào những cái phương pháp luận đã được chứng thực các thương hiệu nước ngoài đã dùng. Chúng ta biết là
có bất cứ ngành nghề nào ấy thì đều có những cái trường phái, những phương pháp luận để quản trị. Thậm chí trường phái có thể conflict nhau. Đúng. Nhưng ở đây chuẩn quốc tế là chúng ta sử dụng những cái trường phái đã được proven. Tức là các thương hiệu international brand họ đã áp dụng thời gian rất là lâu. Và các bạn biết những phương pháp luận theo thời gian nó sẽ được chỉnh chuẩn chỉ dần. Và cái điều đó là những người đi sau cần phải hiểu rằng là trí tuệ của nhân loại đi trước họ đã đúc kết thì chúng ta phải sử dụng những cái chuẩn đó. Vì không phải lý thuyết nào ban đầu nó cũng hoàn thiện được ngay. Thì chúng tôi sử dụng những cái lý thuyết về branding mà đã ra đời từ lâu, ra đời mới đây thì nó đều được ứng dụng và quan trọng là đã được ứng dụng với đa số các thương hiệu nước ngoài. Tiêu chí thứ hai nữa là công ty của chúng tôi là công ty của Mỹ. Thì Mỹ là cái nôi của marketing thì thông thường là 90% các lý thuyết về marketing là đến từ từ Mỹ thôi. Châu Âu và thứ là châu Á các nước đều đi theo cả. Thì chúng tôi là update và sử dụng những cái phương pháp luận mới nhất và những cái tiên phong và tiên tiến nhất mà tính thực tiễn cao nhất về branding. Thứ ba nữa là vấn đề nhân sự quan trọng trong ngành tư vấn và ngành giáo dục là quan hệ con người là ai. Thì các thành viên nhất là quản trị cao cấp của Richemont của chúng tôi thì trước khi về làm tư vấn thì hầu hết 100% là đã trinh kinh qua quản trị về doanh nghiệp và làm các công ty của đa quốc gia. Thì đó nó quan trọng là ngành tư vấn muốn làm tốt ấy thì phải hiểu được các khái niệm về kinh doanh và hiểu được cuộc sống của doanh nghiệp. Bởi vì không chỉ vấn đề của lý thuyết mà vấn đề trải nghiệm, hiểu ngành nghề nó tác động và tôi cho là quan trọng không kém những về về phương pháp luận. Thứ ba nữa ban nãy tôi còn nói là về khách hàng thì quan trọng là cái standard đó đã được tương tác, đã được vùng vẫy, đã được thử thách ở thực tế như thế nào. Có nhiều người có thể là biết rất giỏi về lý thuyết, thậm chí các bạn học hành rất bài bản. Nhưng thực tế thì giữa câu chuyện lý thuyết và ứng dụng thực tế thì nó câu chuyện nó rất là khác. Thì ở đây thì chúng tôi là quan trọng là những cái chuẩn đó được refine, được reinforce. Tức làm sao đấy theo thực tế, theo thời gian nó sẽ lọc dần để làm sao ấy lý thuyết có thể là 10 point, 10 điểm làm sao để pick up thì sử dụng những điểm quan trọng và mang tính thực tiễn cao nhất thôi. Đấy, thì đấy là những ví dụ cái đa dạng hóa khách hàng của bên mình cũng là cái để dần dần các phương pháp luận được đưa ra một cách chắt lọc nhất và mang tính thực tiễn cao nhất. Thì mình muốn giải thích các bạn là tại sao các bạn đang ngồi đây buổi sáng này thì tôi muốn chia sẻ tại sao là branding theo chuẩn quốc tế là như thế. Và tôi cho rằng cái chuẩn nó quan trọng. Nhiều khi chỉ rút ra một kết luận thôi nó phải trải qua rất nhiều dự án, thậm chí nhiều năm để ra được một kết luận à cái này là đúng rồi, rồi chúng ta cứ thế mà theo. Ok, bây giờ chúng ta vào việc. Bây giờ tôi có một cái test nhỏ thế này. Ở trên màn hình của bạn sẽ xuất hiện những cái tên của thương hiệu. Và các bạn, cái tên nào xuất hiện các bạn thì nhắc cái từ mà gọi top of mind đến đầu tiên trong suy nghĩ của các bạn khi ấy tên này. Các bạn đừng nghĩ gì cả. Đúng ạ. Đừng nghĩ ở cái này là cái kia. Tức là nó một cái rất là tự nhiên là cái tên này các bạn nhớ từ đầu tiên khi xuất hiện gì khi mà các bạn có xuất hiện cái tên này. Vì chúng ta lưu ý rằng ấy, khách hàng không bao giờ nghĩ nhiều, khách hàng rất ngại nghĩ nhiều, khách hàng không bao giờ phân tích như những chuyên gia như chúng ta đâu. Đúng không ạ? Tên này ạ, Vietjet ạ, từ đầu tiên ạ. Giá rẻ. Còn từ gì khác không? Honestly nào, bikini, yes. Why not? Khi chịu thảo, à đây là cái thương hiệu khách hàng của Richemont tư vấn cách đây 5 năm. Tức là từ khi mà hai vợ chồng chị Thảo, anh Hùng là chủ doanh nghiệp thì anh chị chưa có một cái máy bay nào cả mà mọi thứ anh chị đang plan, đang hoạch định một chiến lược dài hơi trong những trong khu vực mà ấy. Thì thực tế là đây là một thương hiệu được đánh giá là thành công không những ở tại thị trường nội địa mà thành trong khu vực ở phân khúc là hàng không giá rẻ, cũng giá rẻ. Từ thứ hai à, thương hiệu thứ hai đồ gia dụng, Sunhouse đồ gia dụng. Có thương hiệu, có từ nào khác xuất hiện nữa không ạ? Bình dân. Bình dân, đồ gia dụng. Hết chưa anh chị gì kia? Dạ. À xong rồi. Xuất phát điểm của họ là thế đấy. Xuất phát điểm của anh Phú, đây thương hiệu của anh Phú là chủ tịch khách hàng của bên mình. À, thì bắt đầu họ là xong chảo. À, Sơn Hào thậm chí gắn với lại cái chảo. Đúng không ạ?
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Đấy là giai đoạn đầu. Có nghĩa là khi nhớ đứng từ đó thì thương hiệu đó đã thành công. Vì đấy chính là lĩnh vực key của họ. Oppo ạ. Điện thoại gì ạ? Selfie. Ôi, họ rất thành công. Cái từ mà các bạn nói selfie đấy là điều họ rất mong muốn tập trung vào. Và đấy là cái selling point của họ. Trung Quốc, đúng không ạ? Minh Long ạ. Gốm sứ cao cấp. Yeah. Cái từ sau mới là từ đáng giá đấy. Từ sau chính là cái từ mà chủ Minh, là chủ tịch cũng rất là trăn trở để đưa ra một cái thương hiệu đúng là đẳng cấp quốc tế. Và có lẽ những thương hiệu ở Việt Nam mà để tự hào mà đẳng cấp quốc tế thì hiếm hoi, và Minh Long tôi cho là một thương hiệu như vậy. Ai đã vào đã xem, họ khoảng các anh chị có một khoảng một cái nhà hát ấy một năm chỉ mở ra cửa khoảng 10 lần cho những đoàn khách đặc biệt thôi. Và nhà hát đấy là một cuốn phim rất dài về Minh Long, nhưng đang thành lập năm 71, hiện nay họ cũng là 45 năm, và đúng là sản phẩm đẳng cấp quốc tế, gọi là sứ tốt nhất thế giới. Thì như Đức, Pháp họ cũng chuyên gia mới thừa nhận là chuyện Minh Long, chúng tôi chỉ như Minh Long mà thôi. Khi mà vào mới thấy sự Coca-Cola, nước giải khát, nước ngọt, và thương hiệu phổ thông. Honda, xe máy, gì nữa không? Bền. Vâng. Cái từ anh vừa nói chính là cái từ tại sao họ rất là giàu tại Việt Nam. Họ không bán cái sản phẩm, họ bán được chỉ một từ thôi, chính là cái từ bền, đúng không ạ? Người Việt Nam cách đây họ 10 năm thì sản phẩm xe máy Honda bán được nhất là bền, được yêu thích bởi vì dùng được rất lâu và bán lại không bị lỗ. Giai đoạn này thì khác rồi. Giai đoạn này thành công rồi. Canifa. Quần áo. Có từ gì khác không? À, đồ len. Thời trang. Nhưng ví dụ từ quần áo này, thời trang này. Thời trang. Cho giới trẻ. Những từ quần áo và thời trang, nếu để chỉ nhắc đến đấy thì thương hiệu không thể thành công. Ví dụ bảo là đồ len thì là thành công. Vì ban đầu họ xuất phát điểm, ban đầu họ thành công nhờ, đúng không ạ, sản phẩm len chất lượng cao cho người Việt. Anh Hải Canifa trao đổi nhận. Nhưng bây giờ Canifa theo cái quy luật chung của những thương hiệu bắt đầu mở rộng cái business category, tức là những ngành hàng khác nhau rồi. Nhưng xuất phát điểm ban đầu chính họ là từ len cao cấp. Ok, chính những từ các bạn vừa nói xong, các bạn đã làm hộ một công việc là gì ạ? Nói về cái gì đây ạ? À, khái niệm thương hiệu là gì? Thương hiệu chính là những cái các bạn vừa nói xong. Chúng ta không cần những khái niệm quá dài dòng, quá học thuật, và chúng ta hãy đơn giản hóa mọi thứ. Thì tại sao tôi nói là những từ các bạn nói chính là khái niệm là what is the brand, thương hiệu là gì? Theo các bạn, tại sao những điều các bạn nói được định nghĩa đấy là thương hiệu rồi đấy? Tại sao như vậy? Thương hiệu là những gì khách hàng nghĩ về một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm. Họ nghĩ gì, họ có những cái liên tưởng nào đầu tiên, họ đấy là họ đã định nghĩa về cái thương hiệu rồi. Định nghĩa các từ các bạn nói, nó có thể là chưa chính xác về bản thân nội tại thương hiệu. Nhưng cuối cùng là đấy là câu chuyện rất là dài, làm sao giữa những gì doanh nghiệp hoạch định và những gì khách hàng nhắc đến chúng ta, nó là tương thích nhau.